Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 30 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm chúc Tết Quân chủng Phòng không Không quân. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu tưởng niệm Liệt sĩ Phòng không Không quân. Tại đây, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã dâng hương, hoa, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tham quan những hình ảnh, tư liệu hiện vật quý, ghi dấu 17 lần Bác đến thăm Quân chủng Phòng không Không quân. Tiếp đó, tại buổi làm việc, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo chỉ huy Quân chủng Phòng không Không quân cùng các đơn vị trực thuộc báo cáo công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, Quân chủng Phòng không Không quân đã triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu theo phương châm, sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm. Các cấp tăng cường trực cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Quân chủng đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị đón Tết cho bộ đội. Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và nghe báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả đã đạt được của Quân chủng Phòng không Không quân trong năm 2021, đánh giá cao việc duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện tốt, bảo đảm an toàn. Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, bảo đảm quản lý bay được duy trì tốt. Dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng đặc biệt lưu ý các cơ quan cần chú ý quan tâm, nắm bắt và giải quyết tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ. Quá trình tổ chức Tết chú ý chăm lo cho các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, xa nhà, bảo đảm tốt công tác hậu cần, đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội vui xuân đón Tết. Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự hy sinh này và chia sẻ với các đồng chí đang làm nhiệm vụ ở tất cả các cái tuyến đầu để làm sao cho chủ quyền thiêng liêng biển đảo của chúng ta, vùng trời, vùng đất của chúng ta được ổn định, được giữ vững cái độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, góp phần tô thắm thêm cái hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ để tiếp tục hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình trong năm 2022, mặc dù là một năm rất khó khăn. Lần nữa xin chúc các đồng chí một năm mới, thắng lợi mới, mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quà tặng Quân chủng Phòng không Không quân.